áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Chào mừng tất cả các em đã đến với video bài giảng ngày hôm nay. Và hôm nay, cô và trò chúng mình sẽ cùng nhau học phần pronunciation của Unit 12 nhé. Nào, bây giờ chúng mình hãy cùng nhau mở sách giáo khoa trang số 125. Và chúng mình cũng bắt đầu bài học ngày hôm nay ngay bây giờ nào. Và hôm nay thì chúng mình sẽ cùng nhau học phần syllable stress, có nghĩa là âm tiết nhấn trọng âm. Syllable có nghĩa là âm tiết, còn stress có nghĩa là trọng âm. Và chúng mình cùng tìm hiểu xem syllable stress có nghĩa là gì nhá. Thì syllable stress có nghĩa là cái âm tiết mà trong đó âm tiết trong một cái từ mà trong đó chúng mình sẽ đọc nó dài hơn, to hơn và cao hơn so với lại những cái âm tiết còn lại. Và một tip khi mà đọc những cái âm được nhấn trọng âm đó chính là chúng mình sẽ đọc nó, chúng thiên về là dấu sắc, còn những âm khác thì mình sẽ thiên về là dấu huyền hoặc dấu thanh ngang. Ví dụ như là mình có từ một cái từ rất đơn giản như từ apple, đúng không nào? Thì apple là quả táo, đúng không? Thì cái từ app, cái âm app nó sẽ nhận trọng âm, còn âm phổ thì không, âm phổ chỉ âm lướt thôi. Tại vì như thế nên mình sẽ thường nghe thấy người ta đọc là apple, đúng không? Apple, cái âm phổ nó rất là nhẹ, còn âm app người ta nhấn rất là mạnh. Đó, và khi đó thì mình hiểu có nghĩa là âm app này nó nhận trọng âm, đúng không? Và nó được gọi là syllable stress. Vậy thì bây giờ chúng mình sẽ cùng đến với bài tập A để luyện tập về syllable stress nhé. Ở bài tập A thì đề bài yêu cầu chúng mình đó là gì nhỉ? Listen to the stressed syllables, repeat the words. Có nghĩa là chúng mình sẽ cùng lắng nghe xem cái âm tiết nào nhận trọng âm và chúng mình sẽ lặp lại cái từ đó. Thì đầu tiên chúng mình sẽ lắng nghe trước nhé. 1. Barbecue. 2. Decoration. Ở đây chúng mình có hai từ, đó chính là barbecue và decoration. Thì từ barbecue có nghĩa là kiểu các món nướng ấy, ví dụ như kiểu là lợn nướng hay là bò nướng vân vân, barbecue, BBQ á. Đó. Thì chúng mình nhìn thấy người ta đã gạch chân ở dưới này cho chúng mình thì có nghĩa là cái từ này nó sẽ nhận trọng âm. Và khi mà nhận trọng âm thì trong phiên âm của chúng sẽ được sẽ viết như sau. Ví dụ nhá, cô sẽ phiên âm cái từ này. Ba, đúng không nhỉ? Ba này. Đây, đúng dài. A dài. B. Và Q. Rồi. Như thế này, bởi vì bar nhận âm nhận trọng âm thế nên chúng mình sẽ đánh một dấu phẩy ở trước bar như thế này nhá. Barbecue. Thì khi các em tra từ điển ấy thì chúng mình cũng sẽ nhìn thấy cái dấu phẩy như thế này, thì đó chính là dấu hiệu mà nó nhận trọng âm và chúng mình sẽ đọc nhấn mạnh hơn từ đấy. Ví dụ như là bar, chúng mình nhấn mạnh barbecue, barbecue. Đấy, b Q. Đó, có nghĩa là barbecue. Chúng mình cùng nghe lại một lần nhé. 1. Barbecue. Đấy, barbecue, đúng không nào? Rồi, đến cái thứ số 2 là decoration thì sao? Thì từ số 2 này cũng sẽ được phiên âm như thế này. Nào. Ừ.
Decoration. Đó. Và chúng mình nhận thấy này. Trọng âm sẽ rơi vào âm gray đúng không? Âm tiết số 3, decoration. Vì thế nên chúng mình cũng sẽ đánh dấu một dấu phẩy ở trước âm gray này để phân biệt rằng gray này chính là âm tiết nhất trọng âm đúng không? Và chúng mình có decoration. Decoration. D đọc nhẹ này, H đọc nhẹ và gray đọc mạnh. Shen cũng đọc nhẹ thôi. Đó. Nào bây giờ chúng mình cùng nghe lại nhé. Two. Decoration. Decoration, à, đúng không? Decoration, decoration, còn barbecue. Rồi, bây giờ chúng mình cùng nghe audio và đọc lại ba lượt theo cái này nhé. One. Barbecue. Rồi, để đọc lại nào. Barbecue, barbecue. Cố gắng nhấn mạnh, thật mạnh trong âm nha. Lần thứ hai nào. One. Barbecue. Rồi, lần thứ ba nào. One. Barbecue. Tốt lắm, bây giờ chúng mình cùng chuyển sang từ số 2 nhé. Two. Decoration. Decoration, đúng không nào, decoration. Cố gắng nhấn mạnh vào từ gray. Rồi, chúng mình cùng đọc lại nhé. Two. Decoration. Tốt lắm. Two. Decoration. Rồi, tốt lắm nào. Bây giờ thì chúng mình cùng chuyển sang bài tập B nhé. Ở bài tập B thì đề bài yêu cầu chúng mình đó chính là listen and underline the stressed syllable. Đúng không nào? Thì ở đây chúng mình sẽ cùng nhau xác định xem cái âm tiết nào trong những cái từ đã cho sẽ nhận trọng âm. Được chưa nào? Thì đầu tiên chúng mình sẽ đến với từ số 1. Cùng nghe cô đọc nhé. Festival. Festival. Như vậy thì từ nào sẽ là nhận trọng âm nhỉ? Âm tiết nào sẽ nhận trọng âm nhỉ? À, đây chính là âm tiết đầu tiên đúng không nào? Chúng mình nghe cô đọc sẽ rất là mạnh hơn so với lại hai âm che và vô đúng không nào? Vậy thì chúng mình sẽ đánh dấu phẩy vào trước fast nhé. Tiếp theo từ số 2. Chúng mình có trước khi chuyển sang từ số 2 thì từ số 1 festival có nghĩa là gì nhỉ? À, có nghĩa là lễ hội đúng không nào? Bây giờ chúng mình có từ số 2. Vacation. 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 Vậy thì từ âm tiết nào sẽ nhận trọng âm nhỉ? Vacation. Vacation. À, rõ ràng là âm tiết số 2 đúng không? Vậy thì mình sẽ đánh dấu phẩy cho âm tiết số 2 nhé. Và mình có vacation có nghĩa là kỳ nghỉ đúng không nào? Nhận âm tiết số 2. Số 3 này. Party. Party. Rõ ràng là âm tiết số 1 sẽ nhận trọng âm đúng không nào? Bởi vì par là rất là mạnh, còn t rất là nhẹ nhàng mà thôi đúng không nào? Để chúng mình sẽ đánh dấu phẩy vào trước từ par nhé. Và chúng mình có party có nghĩa là bữa tiệc đúng không nào? Rồi, bây giờ chúng mình cùng sẽ đến với lại từ tiếp theo, một từ rất là quen thuộc thôi. Chúng mình cùng nghe cô đọc nhé. Celebrate. 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 Nào. Celebrate. Đấy. Thì chúng mình để ý này. Âm số 2 cô đọc lơ rất nhẹ. Lướt qua luôn. Pray. Pray thì bắt đầu cô hạ giọng xuống. Vậy thì nó chắc chắn là nó không phải là nhận trọng âm rồi đúng không nào? Vậy thì có cái từ đầu tiên, có cái âm tiết đầu tiên con đọc là sa, celebrate, rất là mạnh đúng không? Vậy thì trong từ này, celebrate này thì âm tiết đầu sẽ nhận trọng âm nhé. Và chúng mình sẽ đánh dấu phẩy ở đây. Chúng mình có celebrate có nghĩa là kỷ niệm, làm lễ kỷ niệm đúng không nào? Tiếp theo chúng mình đến với câu số 5. Around. Around.
around. À, chúng mình có đó chính là around. Cô đọc rất là nhẹ, còn round thì cô đã nhấn mạnh hơn đúng không nào? Vậy thì chọn âm ở đây của chúng mình sẽ rơi vào âm tiết số 2, round. Chứ nào? Around có nghĩa là vòng quanh, xung quanh đúng không nào? Đến với từ số 6, summer. 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 Các bạn nghe được là trọng âm rơi vào âm tiết thứ mấy nhỉ? À, là âm tiết thứ nhất, sum, summer. Đó, mà rất là nhẹ thôi. Vì vậy chúng mình sẽ đánh dấu phẩy vào trước từ summer. Và summer có nghĩa là gì nhỉ? À, summer có nghĩa là mùa hè. Cùng đến với từ số 7 nhé. Từ này thì các em cần phải lắng nghe thật là kỹ nha. Để xem nào, trọng âm sẽ rơi vào âm nào nhá. Amazing. Amazing. Các em có đoán được là trọng âm rơi vào âm nào không nhỉ? Amazing. Hay là may hay là gì? May. Gì, đúng không nào? Gì rất là nhẹ và cũng rất là nhẹ, chỉ có may là cô cao giọng mà thôi. Vì thế chúng mình sẽ đánh dấu phẩy vào may đúng không nào? Có nghĩa là từ này âm tiết nhận trọng âm đó chính là âm tiết này. Xem nào. Rồi, đến với từ cuối cùng chúng mình có winter. Winter. Winter có nghĩa là gì nhỉ? Có nghĩa là mùa đông. Và âm tiết nào sẽ nhận trọng âm nhỉ? À, chính là win đúng không nào? Winter. Winter. Đó, thì chúng mình sẽ đánh dấu phẩy vào phần win nhé. Một cái tip rút ra được từ cái bài này đó chính là chúng mình sẽ không đánh trọng âm vào những từ mà phát âm là ơ nhẹ, ơ ngắn, đúng không nào? Đó, và trong phiên âm IPA thì từ ơ ngắn đến nó sẽ được phiên âm như thế này này. Đó, và những cái âm nào mà nó được phiên âm như thế này thì sẽ không bao giờ nha, không có trường hợp ngoại lệ, nó nhận trọng âm hết, được chưa nào? Nếu như sau này có một âm ơ mà nó nhận trọng âm thì chỉ có là âm ơ này thôi. Và chúng mình sẽ tìm hiểu sau nhé. Còn chỉ cần nhớ là cái âm ơ này thì sẽ không bao giờ nhận trọng âm, được chưa nào? Đó, và chúng mình sẽ đọc lại một lần các từ ở bài tập B này nhé. Chúng mình có là gì nhỉ? Festival. Festival. Lễ hội, đúng không nào? Trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Từ số 2, vacation. 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 Kỳ nghỉ. Trọng âm rơi vào âm tiết số 2. Từ số 3, party. Party. Trọng âm rơi vào âm tiết số nh thứ nhất. Và từ này có nghĩa là bữa tiệc. Từ số 4, celebrate. Celebrate. Trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Và từ này là động từ có nghĩa là kỷ niệm, là lễ kỷ niệm. Từ số 5, around. Around. Từ này trọng âm rơi vào âm tiết số 2 và có nghĩa là vòng quanh, xung quanh. Từ số 6, summer. Summer. Từ này âm tiết rơi vào trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất và từ này có nghĩa là mùa hè. Từ số 7 này, amazing. Amazing. Trọng âm rơi vào âm tiết số 2 và từ này có nghĩa là tuyệt vời. Và từ cuối cùng, winter. Winter. Trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất và từ này có nghĩa là mùa đông. Rồi, bây giờ thì chúng mình đã giải quyết xong bài tập A và bài tập B. Để chúng mình cùng chuyển sang bài tập C nhé. Ở bài tập C này thì đề bài yêu cầu chúng mình đó chính là work with a partner. Take turns to read the words in B. Có nghĩa là chúng mình sẽ phải làm việc cùng với lại các bạn của mình và chúng mình sẽ lần lượt take turns với nhau. Chúng mình sẽ đổi chéo lượt cho nhau để đọc những cái từ bài tập B đúng không nào? Và bây giờ thì cô và trò chúng mình sẽ cùng nhau đọc lại những cái từ ở bài tập B một lần nhé. Hãy nhớ nhấn trọng âm vào những cái âm tiết nhận trọng âm đúng không nào? Nào bây giờ chúng mình cùng đọc nhé. One, festival. Three, two, vacation. Three,
party. 4. Celebrate. 5. Around. 6. Summer. 7. Amazing. And 8. Winter. Được chưa nào? Rồi, hãy luyện tập thật nhiều cùng với bạn của mình để chúng mình có thể đọc một cách chuẩn xác những cái từ, những cái trọng âm ở trong từ, đúng không nào? Để khi mà, bởi vì thực ra trọng âm trong từ vô cùng quan trọng, chúng mình chỉ cần là đánh trọng âm khác đi thì rất có thể là từ đấy nó sẽ có một cái nghĩa khác đi rồi, nhưng hoàn thậm chí là hoàn toàn khác luôn, đúng không nào? Vậy nên là khi trong khi phát âm thì hãy để ý đến quy tắc trọng âm và phải phát âm đúng trọng âm nhé. Rồi, vậy là nội dung bài học hôm nay của chúng mình đến đây là hết mất rồi. Và cảm ơn tất cả các em đã đồng hành cùng với cô trong suốt video bài giảng ngày hôm nay. Và hẹn gặp lại các em trong những video bài giảng lần sau nhé. Goodbye and see ya. Khóa học Việt Jack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Jack.